Xin chào các em. Trong tiết học này, chúng ta lại tiếp tục với bài 19, Cuộc khởi nghĩa Nam Sơn năm 1418 đến 1427. Và trong tiết học này, chúng ta sẽ tiếp tục nội dung cái phần Ba La Mã, khởi nghĩa Nam Sơn toàn thắng cuối năm 1426 cuối năm 1427. Phần Ba La Mã này chúng ta có 3 nội dung. Một là trận Phát Động Kích Động cuối năm 1426. Hai là trận Chi Lăng Xuyên Giang vào tháng 10 năm 1427. Và nội dung thứ ba là nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Nam Sơn. Thì chúng ta bắt đầu bài học nhé. Trận đầu tiên đã dẫn tới cuộc khởi nghĩa Nam Sơn toàn thắng, đó là trận Phát Động Kích Động cuối năm 1426. Trước hết chúng ta sẽ nắm tình hình là sau khi nghĩa quân Nam Sơn tiến ra Bắc mở rộng phạm vi hoạt động, khiến cho quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ. Thì vào tháng 10 năm 1426, Vương Thông đã dẫn 5 vạn viện binh kéo vào Đông Quan. Để giành lại thế chủ động thì Vương Thông quyết định là sẽ mở cuộc phản công lớn, đánh vào quân chủ lực của ta đang đóng tại Cao Bộ. Trên lược đồ chúng ta nhìn thấy đây là diễn biến trận Phát Động Kích Động cuối năm 1426. Trước hết thì cô hướng dẫn các em xem phần chú giải để chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của các ký hiệu trên lược đồ. Chúng ta nhìn thấy cái hình vuông màu xanh và có lá cờ, đó là doanh trại của quân ta. Hình vòng cung có mũi tên, đó là vị trí quân ta mai phục. Mũi tên màu xanh là quân ta hành quân tiến công. Và cái khung hình màu đen có lá cờ đó là doanh trại của quân địch. Mũi tên màu đen là quân địch tiến quân. Và mũi tên ngắt quãng đó là quân địch rút chạy. Thì trên màn hình đây là lược đồ về trận Phát Động Kích Động cuối năm 1426. Như tình hình chúng ta đã biết là Vương Thông dẫn 5 vạn viện quân kéo vào Đông Quan. Và Vương Thông đã quyết định là sẽ mở một cuộc phản công lớn, đánh vào quân chủ lực của ta đang đóng tại Cao Bộ. Em tìm trên màn hình cho chị xác định được cái địa danh Cao Bộ của Chương Mỹ Hà Tây ngày nay là nơi đang đóng quân chủ lực của ta. Và để thực hiện cái kế hoạch này thì Vương Thông sẽ cho quân di chuyển từ doanh trại tiến về Cao Bộ và đánh vào quân chủ lực của ta vào sáng ngày 7 tháng 11 năm 1426. Nắm được kế hoạch cũng như ý đồ của Vương Thông, cho nên nghĩa quân ta đã nghiên cứu địa hình và quyết định chọn vị trí mai phục để tiêu diệt cái lực lượng viện binh này. Và chúng ta nhìn trên lược đồ chúng ta thấy có hai địa danh để có thể tiến về Cao Bộ thì phải qua hai nơi này, đó là Chất Động và Tốt Động. Nghĩa quân Nam Sơn đã đặt quân mai phục ở cả hai vị trí, đó là Chất Động và Tốt Động. Thì Chất Động và Tốt Động có địa hình là gì? Đó là những cánh đồng bùn lầy. Mà chúng ta biết là đặc điểm của cánh đồng bùn lầy thì rất là dễ để cho người ta dồn quân giặc xuống cánh đồng bùn lầy, và những cái bùn lầy sinh nhão đó sẽ khiến cho quân giặc khó bề chống đỡ, vì càng vẫy vùng càng chống trả thì cũng sẽ càng bị lún sâu xuống dưới những cái cánh đồng đó. Và với kế hoạch của quân ta thì đặt quân mai phục ở cả Chốt Động lẫn Tốt Động. Khi viện quân của Vương Thông tiến về Cao Bộ để đánh quân chủ lực của ta thì chúng di chuyển đến cánh đồng Tốt Động và Chốt Động, quân ta đã mai phục sẵn nơi đó và đồng thời đổ ra tấn công xông thẳng vào đội hình của giặc, đánh vào đội hình của chúng và dồn chúng xuống cánh đồng lầy lội này để tiêu diệt. Kết quả là trong trận Tốt Động Chốt Động này, ta đã tiêu diệt được 5 vạn tên giặc. Và sau cái chiến thắng Tốt Động Chốt Động này, nghĩa quân Lam Sơn trên đà thắng lợi đã mở rộng cái phạm vi chiến thắng của mình, giải phóng thêm nhiều châu huyện nữa. Cô mời các em ghi bàn. Trận Tốt Động Chốt Động cuối năm 1426. Vào tháng 10 năm 1426, Vương Thông chỉ huy 5 vạn viện quân kéo vào Đông Quan,
quyết định mở cuộc phản công lớn đánh vào quân chủ lực của ta ở Cao Bộ để giành lại thế chủ động. Sáng ngày 7 tháng 11 năm 1426, Vương Thông cho xuất quân tiến về Cao Bộ. Nghĩa quân Lam Sơn đặt phục binh tại Tốt Động và Chút Động, xông thẳng vào đánh tan tác đội hình giặc, dồn chúng xuống cánh đồng bùn lầy để tiêu diệt. Kết quả, trên 5 vạn quân giặc tử thương, bị bắt sống trên 1 vạn. Sau chiến thắng Tốt Động, Chút Động, nghĩa quân Lam Sơn bao vây thành Đông Quan và giải phóng nhiều châu huyện. Phần ghi bài các em có thể tạm dừng màn hình để chúng ta có thể dễ dàng ghi chép bài học và tập nhé. Rồi bây giờ cô sẽ tiếp tục phần tiếp theo bài. Sau trận Tốt Động, Chút Động vào cuối năm 1426, thì cái trận đánh mang tính quyết định đưa cuộc khởi nghĩa Nam Sơn đến sự toàn thắng, đó là trận Chi Lăng Xương Giang vào tháng 10 năm 1427. Chúng ta sang phần 2. Tình hình trước khi bắt đầu trận Chi Lăng Xương Giang, thì như các em đã biết, sau trận Tốt Động, Chút Động, quân ta tiến tới bao vây thành Đông Quan. Chính vì vậy cho nên nhà Minh đã quyết định là sẽ cử một lực lượng viện binh lớn để sang chi viện cho thành Đông Quan. Đầu tháng 10 năm 1427 thì hơn 10 vạn viện binh chia làm hai đạo từ Trung Quốc kéo vào nước ta. Đạo thứ nhất do Liễu Thăng chỉ huy từ Quảng Tây tiến vào theo hướng Lạng Sơn. Đạo thứ hai sẽ do Mộc Thạnh chỉ huy từ Vân Nam tiến vào theo hướng Hà Giang. Và trong hai cái đạo viện binh này thì đạo quân chủ lực chính là đạo quân do Liễu Thăng chỉ huy. Trước cái tình hình đó thì Bộ Chỉ huy Nghĩa quân Lam Sơn đã quyết định như thế nào? Ta sẽ tập trung hạ thành Đông Quan hay là tập trung tiêu diệt lực lượng viện binh của giặc trước? Tìm hiểu sơ qua các em sẽ có câu trả lời một cách nhanh chóng. Đó là Bộ Chỉ huy Nghĩa quân Lam Sơn quyết định sẽ tập trung lực lượng tiêu diệt viện binh giặc, nhất là đạo quân của Liễu Thăng, không cho chúng tiến sâu vào nội địa nước ta. Các em xem đây là lược đồ về trận Chi Lăng Xương Giang vào tháng 10 năm 1427. Thì trên lược đồ này chúng ta chỉ thấy một đạo quân, đó là đạo quân của Liễu Thăng. Bởi vì sau khi tiến vào nước ta thì đạo quân của Mộc Thạnh đã cho dừng quân và trú quân ở sát biên giới. Chỉ có đạo quân chủ lực của Liễu Thăng là tiếp tục tiến sâu vào nội địa nước ta. Chính vì vậy cho nên Bộ Chỉ huy Nghĩa quân Lam Sơn mới quyết định là bằng mọi cách sẽ phải tiêu diệt cái lực lượng viện binh này trước. Cô cũng hướng dẫn các em xem những cái phần chú giải trên lược đồ để kết hợp với nghe bài giảng của cô, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được diễn biến của cái trận đánh này. Mũi tên màu đen là hướng tiến quân của viện quân quân Minh. Mũi tên màu xanh là quân ta nhảy giặc vào trận địa. Mũi tên màu xanh đậm là nghĩa quân Lam Sơn chặn đánh viện binh quân Minh. Vòng cung có mũi tên phía trên là nghĩa quân Lam Sơn phục kích. Mũi tên màu đen là đạo viện binh quân Minh bị tiêu diệt. Và cái ký hiệu thành trong cái dấu ngoặc đó là thành địch bị bao vây. Và ký hiệu hình chữ nhật có dấu chéo trong dấu ngoặc lớn đó là thành địch bị tiêu diệt. Và một cái dấu ngôi sao chỉ hình cái chữ sấm chớp đó là nơi nghĩa quân Lam Sơn giành thắng lợi lớn. Và cái đường kẻ ngắt đoạn này đó là biên giới quốc gia ngày nay, thì để biểu thị cho chúng ta thấy đây là đường biên giới giữa nước ta và Trung Quốc ngày nay, tức là phong kiến nhà Minh và nước Đại Việt lúc bấy giờ. Thì theo kế hoạch, hai đạo quân viện binh gồm hơn 10 vạn quân kéo vào nước ta. Đạo thứ nhất là đạo quân của Liễu Thăng, đạo thứ hai là đạo quân của Mộc Thạnh. Đạo quân của Mộc Thạnh đã dừng chân hạ doanh trại ở sát vùng biên giới và đóng quân ở đó. Chỉ còn lại đạo quân chủ lực đóng quân hơn là do Liễu Thăng chỉ huy vượt biên giới tiến vào nước ta. Thì chúng ta chặn đánh chúng ở ngay Pha Lũy, rồi sau đó
Giả Thu rút chạy về Khâu Ôn. Tôn Minh đuổi theo về Khâu Ôn, ta lại tiếp tục lui từ Khâu Ôn về Ải Lưu, rồi từ Ải Lưu lại tiếp tục lui về Chi Lăng. Bởi vì kế hoạch của ta là đang từng bước dẫn dụ quân Minh vào cái trận địa đã được mai phục trước, đó là Ải Chi Lăng. Các em thấy trên lược đồ, đây là cái địa danh Chi Lăng, mà đây là cửa ải, một cửa ải rất sung yếu ở vùng biên giới phía bắc của nước ta. Và vị trí cũng như là địa thế của Ải Chi Lăng này cũng rất là hiểm trở. Ải Chi Lăng có hình lòng chảo, nó sẽ được thắt chặt ở hai đầu. Và để có thể vượt qua Ải Chi Lăng này thì phải đi qua một chiếc cầu dây bắc ngang một ngọn núi, nó gọi là núi Mã Yên, tức là núi Yên Ngựa. Thì khi nhìn thấy quân ta tiếp tục dẫn dắt quân Minh tiến vào Ải Chi Lăng, Liễu Thăng như ngựa non ngáo đá dẫn quân rút quân tiến lên đuổi theo quân ta. Nhìn thấy tình thế đó thì phó tổng binh của quân Minh lúc bấy giờ được nhà Minh cử theo hỗ trợ cho Liễu Thăng, đó là phó binh Lương Minh. Lương Minh đã có lời khuyên với Liễu Thăng là phải cẩn thận để mắc mưu của quân ta, nhưng Liễu Thăng không nghe, vẫn tiếp tục dẫn quân đuổi theo. Khi nhìn thấy quân ta liên tiếp thua trận và rút lui từ Pha Lũy về Khâu Ôn, từ Khâu Ôn về Ải Lưu và từ Ải Lưu về Chi Lăng, cái kế hoạch của ta là gì? Đó là ta đã đặt phục binh mai phục sẵn ở Ải Chi Lăng. Và ở Ải Chi Lăng thì quân Minh tiến vào theo sự chỉ huy của Liễu Thăng. Liễu Thăng hùng hổ dẫn một vạn quân vượt qua chiếc cầu treo băng ngang núi Mã Yên để đuổi theo quân ta. Thì khi mà quân Minh đang trên chiếc cầu treo đó thì chiếc cầu treo bị quân ta chặt đứt, quân Minh rơi xuống dưới vực thẳm dưới chân núi Mã Yên. Và dưới chân núi Mã Yên là đã có quân ta mai phục sẵn đổ ra tấn công. Trong trận này Liễu Thăng bị giết chết ngay tại dưới chân núi Mã Yên, cùng với một lực lượng lớn quân Minh cũng bị tiêu diệt tại đây. Với cái tình hình đó thì phó tổng binh Lương Minh đã lên thay cho Liễu Thăng đã bị giết chết. Phó tổng binh Lương Minh cố gắng chấn chỉnh đội hình và mục đích của chúng là rời khỏi Ải Chi Lăng để nhanh chóng tiến về Thầm Xương Giang. Mà tiến về Thầm Xương Giang thì trong quá trình di chuyển rời khỏi Ải Chi Lăng tiến về Xương Giang, chúng lại bị ta phục kích ở Cần Trạm và Phố Khác. Tại hai vị trí Cần Trạm và Phố Khác này, ta đã tiêu diệt thêm 3 vạn tên nữa, và phó tổng binh Lương Minh cũng bị giết chết trên cái đường hành quân từ Chi Lăng về Xương Giang này. Phía quân còn lại cố gắng về tới được Xương Giang, nhưng Thành Xương Giang đã rơi vào tay nghĩa quân Nam Sơn, cho nên chúng phải rút ra và đóng quân co cụm trên giữa cánh đồng trống Xương Giang, là bốn bề là không có một cái sự che chở an toàn nào. Và chúng ta thấy rõ ràng tình hình vô cùng bất lợi cho lực lượng viện binh của quân Minh. Cùng lúc đó thì Thủ tướng Lê Lợi đã cho người đem chiến lợi phẩm ở Ải Chi Lăng ngược lên biên giới vào tận doanh trại để mà đưa cái chiến lợi phẩm đó tặng cho Mộc Thạnh. Và đến đây thì chúng ta cũng biết cái chiến lợi phẩm của quân ta và là món quà cho Mộc Thạnh đầy bất ngờ, đó chính là chiếc đầu của Liễu Thăng. Liễu Thăng đã bị chém đầu ở Ải Chi Lăng dưới chân núi Mã Yên. Vừa nhìn thấy chiếc đầu của Liễu Thăng là Mộc Thạnh vội vàng cho rút quân hạ cuốn cờ tháo chạy về nước. Trong khi đó ở cánh đồng Xương Giang thì đám tàn quân của quân Minh co cụm lại ở giữa cánh đồng trống, và tận dụng cơ hội đó nghĩa quân Nam Sơn đã mở một cuộc phản công lớn từ nhiều phía tấn công vào quân Minh đang co cụm giữa cánh đồng. Kết quả là thêm 5 vạn tên nữa tử thương, số còn lại thì bị bắt sống. Ở Đông Quan,
Y nghe tin cả hai đạo quân viện binh Mộc Thạnh, Liễu Thanh đều bại trận trước nghĩa quân Nam Sơn. Vương Thông vô cùng khiếp đảm và chỉ còn một cách duy nhất lúc bấy giờ để bảo đảm an toàn tính mạng cho mình, đó là Vương Thông xin hoàng chấp nhận mở hội thề Đông Quan vào cuối năm 1427 để được yên ổn rút quân về nước. Và về phía ta thì chủ tướng Lê Lợi cùng với những người trong bộ chỉ huy cũng chấp nhận lời xin hoàng này của Vương Thông, mở hội thề Đông Quan cho Vương Thông được đọc lời thề và cam kết sẽ rút quân về nước, không sang xâm lược nước ta lần nữa. Thì chúng ta có thể xem cái bức tranh về hội thề Đông Quan. Trong hội thề này, chủ tướng của Lê Lợi của chúng ta rất điềm đạm, và tên Vương Thông vẻ mặt vẫn còn kinh hoàng khiếp sợ, cùng chắp tay vái lại trong hội thề để được yên ổn trước quân về nước. Tôi mời các em ghi bàn. Trận Chi Lăng Xương Giang vào tháng 10 năm 1427. Đầu tháng 10 năm 1427, hơn 10 vạn viện binh chia làm hai đạo từ Trung Quốc kéo vào nước ta. Đạo một do Liễu Thanh chỉ huy từ Quảng Tây tiến vào theo hướng Lạng Sơn. Đạo hai do Mộc Thạnh chỉ huy từ Vân Nam tiến vào theo hướng Hà Giang. Và trận Chi Lăng Xương Giang đã diễn ra như thế nào? Diễn biến trận Chi Lăng Xương Giang. Ngày 8 tháng 10, Liễu Thanh dẫn quân ồ ạt tiến vào nước ta, bị phục kích giết chết tại ải Chi Lăng. Lương Minh lên thay, cố chấn chỉnh đội ngũ và tiến xuống Xương Giang. Trên đường về Xương Giang, quân bị ta đặt phục binh tại Cần Trạng và Pố Cát, tiêu diệt 3 vạn tên và giết chết Lương Minh. Số quân còn lại cố gắng tới được Xương Giang và cứu quân giữa cánh đồng. Quân bị ta tấn công từ nhiều phía, diệt 5 vạn tên, số còn lại thì bị bắt sống. Vương Thông ở Đông Quan nghe tin cả hai đạo quân đều bại trận, vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hoàng và chấp nhận mở hội thề để được an toàn rút quân về nước, đất nước ta sạch bóng quân thù. Thì ở cái phần ghi bài này, như cô có sự lưu ý là các em có thể tạm dừng màn hình để ghi chép bài một cách thuận lợi vào bài tập của mình. Sau trận tốc động kích động vào cuối năm 1426 và trận Chi Lăng Xương Giang vào tháng 10 năm 1427, với hai cái trận đánh này và cuối cùng là được kết thúc bằng cái hội thề Đông Quan vào tháng 12 năm 1427, cuộc khởi nghĩa Nam Sơn đã hoàn toàn thắng lợi, giành lại độc lập cho đất nước, lật đổ ách đô hộ của phong kiến nhà Minh. Chính vì vậy, cuộc khởi nghĩa Nam Sơn năm 1418 năm 1427 đã có một cái ý nghĩa lịch sử vô cùng lớn lao. Rồi chúng ta sang phần 3 để nói về nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Nam Sơn này. Về nguyên nhân thắng lợi, chúng ta có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, do nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước, toàn dân đoàn kết chiến đấu. Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn sáng tạo của những người lãnh đạo, đứng đầu là các anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi, đã biết dựa vào dân để phát triển từ cuộc khởi nghĩa thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc quy mô cả nước. Để tới phần nguyên nhân thắng lợi này, trong phần hai La Mã của bài cô có nhắc tới, đó là từ khi mà nghĩa quân Lam Sơn giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến ra Bắc để mở rộng phạm vi hoạt động, thì lúc đó là cuộc khởi nghĩa đã tiến sang một cái giai đoạn mới, từ một cuộc khởi nghĩa ở vùng núi Trường Lam Sơn, lúc này đã phát triển trở thành một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc với quy mô cả nước. Với ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn năm 1418 năm 1427 thì qua những giai đoạn thăng trầm và cuối cùng là trận đánh quyết định trận Chi Lăng Xương Giang, thì khởi nghĩa Nam Sơn đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, mở ra một thời kỳ phát triển mới của xã hội đất nước,
dân tộc Việt Nam, đó là thời Lê Sơ. Thời Lê Sơ chúng ta sẽ học ở bài 20 của chương trình lịch sử lớp 7 và hẹn các em vào tiết học sau nhé. Trước khi kết thúc bài học thì cũng không quên nhắc các em là trong tình hình hiện tại chúng ta hãy hết sức tuân thủ những quy định của nhà nước để cùng chúng ta phòng chống dịch COVID các em nhé. Luôn ở nhà, hạn chế tối đa, không ra đường khi không có việc cần thiết. Và nếu phải ra đường khi có việc thì các em nhớ đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Giữ gìn sức khỏe, uống nhiều nước, ăn nhiều rau và trái cây tươi để có sức đề kháng. Hãy cùng chung tay để đẩy lùi dịch COVID-19 nhé. Xin chào các em.